ở quận 8. À, vậy là anh rất là thương chị Loan nha. Anh đã coi clip từ lúc 7 tháng nay rồi. Dạ. Từ lúc đầu năm mất đúng không anh? À, đây rồi mọi người ơi. Đây. Đó, ban đêm ở đây có camera. Ai những người hành hồng cần ngọc pháo, ban đêm quậy phá chị Loan thì sẽ lên phường ngồi dưới đá. Ghế đá đang sẵn sàng tiếp những thần cháu, hiểu chưa, thần cần có cháu kia. Dạ. Vô ghế đá khổ lắm, không có ngày ra đời đâu. Dạ. Anh đã từng ngồi ghế đá anh biết. Dạ. Ở ngoài đời sướng hơn ở trong ghế đá là không có ngày nào ra đời luôn đâu. Cho nên cho anh là để cho thần cháu bọn cháu bào bảy báo biết, đừng có mướn người lạ mặt này nọ. Để có ngày vô chí quà ở anh tên Tâm đó. Còn thời gian mở cửa của chị Loan anh đã biết luôn, từ 8 giờ sáng đến 21 giờ đêm. À, tức là anh biết cả cái giờ mở cửa và anh làm luôn cái biển này cho chị Loan. Và chị Loan còn tức 5 giờ quay sáng lâu bàn thờ cho cha chú Vũ Linh. Dạ. Đến 6 giờ rưỡi là chị kêu bé buông các con chạy ăn cháy không đi học là 6 giờ rưỡi. Dạ. Có 7 rưỡi chị Long về quét dọn lau nhà rồi mở tiệm, rồi đúng 8 giờ chị Long mở tiệm ít sắc đến 21 giờ đó. Cho 7 báo cháu bào biết. Còn những thần cho những gì những lời của chị Ly hội pháp nói chị thấy chị Loan không có đề bản vậy, chị phải anh phải làm theo lời chị Nghi. Biết anh chị nào vô mua hàng cỡ khẩu trang giùm để trà trộn, ví dụ chị Loan để tiền của khách mới trước chưa kịp thức vô tủ, người khác trà trộn vô lấy rồi không biết ai lấy tiền nữa đó. Cho mấy anh em vô công viên quay vậy. Hôm nay anh mang những cái tấm biển này anh tới anh tặng cho chị Loan, thì anh gặp chị Loan anh thấy chị Loan thế nào? Xinh gái hiền hậu phúc tha như chú Ngũ Linh hồi xưa. Anh có vui khi mà được gặp trực tiếp chị Loan mà tặng cái tấm biển này không? Đây anh tặng cho chị Loan để cho mấy em biết quay với người nào quay cho mấy em coi, chị nhắc nhở chị Loan nhắc nhở chị Loan dán cho chữ này dùm ăn đằng sau gần cửa để ai quậy phá chị Loan mơ cái chiếc này lên phường. Bây giờ thằng xấu trà trộn ghê lắm, cụ khoe xấu như hơn trận ăn mướn người đó, ăn ngó thiệt. Hơn trận ăn mướn người, một ngày mướn hơn trận bỏ ra 500.000 mướn người trà trộn bực mặt đó. Ăn ngay ăn thân báo hơn trận chuẩn bị đi nha, mày có số Phương Lê rồi đó nha. Hơn trận ơi, mày không có cửa đâu, nhà mày ở quận 10, rồi nhà thằng bà chị Trúc bán giấy số ở quận 10, rồi chợ Hoa Hồ Nhị Kỷ đó hơn Trần, mày chết mẹ hơn Trần rồi đó. Cháu bầu ở trước sau cũng vô cầu, mày cũng vô cầu luôn á hơn Trần. Mày đừng có mướn người một tháng năm 1,5 triệu đi quanh quẩn nhà không cho tao. Bây giờ tao làm tờ giấy này là mày coi Trần á, chủ mua là mày với Phượng Hoa á. À, cho mấy anh em biết hơn Trần là đầu đảng á. Chị Phương Lê đang kiếm nó á, ai kiếm hơn Trần biết nhà hơn Trần đâu, báo cân cho chị Phương Lê tới đó. Tao bây giờ tao là ba chứng nghĩa của chị Loan à, tao làm cho mày biết. À, mày đừng trà trộn, đừng kêu người khác vô mà bực mặt khẩu trang này nọ. Mày lợi dụng bổ buồn ngã về nhà lòng Loan nha. Mày đừng có cửa, tao đã làm này cho cụ bay biết. Dù con người ta đứng ở ngoài chơi á, là người ta có camera ra đề phòng cụ bay hết rồi đó. Cụ mày mướn người đi trẻ, cụ mày vô chứ quà đang sẵn sàng đón cụ bay ở chứ quà đó. Vô ăn cơm bụi ở đó miễn phí suốt đời đó. Nghe hơn Trần tao khai mặt chị Hồng Loan với cộng đồng mạng à, yêu cầu mày đừng mướn người một ngày 200.000 có nhà chị Hồng Loan trà trộn quậy phá nha. Bây giờ tao đứt thân tao làm cái này rồi á, là
Đang mà tụi mày trẻ biết á, hả, giờ giấc của chị Hồng Loan là tao nắm hết rồi đó. Thường thường là chị mệt là chị 8 giờ chị đóng cửa, còn không được á thì này nọ. Nghe không Trần, mày đừng nghĩ có người chống lưng mày nha. Anh từ nhà tới đây có xa không? Rất xa. Có tới 1 tiếng không anh? 1 tiếng. Anh là fan cứng của chị Loan bao lâu rồi? 6 tháng từ lúc chị khóc ở chân mộ. Vậy là anh rất là thương và quý chị Loan, hôm nay mới tới tận nhà của chị Loan để đưa những tấm thiệp này ha. Mày nhìn nhỏ chữ này ha. Mày đừng có mướn người trà trộn người khẩu trang bỏ buồn nha, quốc ngãi vô nhà chị Loan nha. Anh rất là bức xúc ha. Bây giờ tao biết có cụ mày rồi đó nha, thân Trần. Nha, cộng đồng mạng nha. Ai vô phe Hồng Loan á, cháu Bào á, nói lộn. Ai vô phe Hồng Phượng chuẩn bị vô ghế đá ngồi đi. Ở ghế đá ở số 10 Hoàng Hưng quận 10 đang tiếp thụ phần phần cháu ở đó á. Nè, bây giờ lãng chạy Honda về hả? Ừ. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều những cái chia sẻ và món quà mà tặng cho chị Loan nha. À, phần xấu đã ghi hết rồi. À. À, ghi ghi. Thám giá, thám khóa trùng thảo. Cho tụi phần bước cháu biết. Nè. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều nha, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Vậy là vừa nãy anh có in mấy cái tờ này rồi đưa vô cho chị Loan hả anh? Đưa cho chị Loan tấm này. Dạ. Dạ. Anh có vẻ, anh có vẻ như là bức xúc lắm ha anh ha, những người quậy phá chị Loan ha. Sao? Anh có vẻ như là rất là bức xúc những người mà đến quậy phá chị Loan ha. Tại anh thấy thương chị Loan đã khổ từ 15 từ năm 15 tuổi đến giờ không được sung sướng rồi. Bây giờ chị muốn yên ổn làm ăn, do bọn thằng phần cháu trà trộn quậy phá chị suốt ngày không để cho yên chị với cha chị là chú cậu Năm Vũ Linh yên ổn. Nha, tao đã cảnh báo phụ bay nha. Vô phe cháu Bào bảy báo là vô cái quà ngồi dưới đá nha. Nay tao đưa tờ giấy này cho phụ bay biết nha. Ban đêm mà có camera nha, phụ bay. Rồi em cảm ơn anh nhiều nha, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ. Đó, kêu chị Hồng Loan chén vô đi. Dạ. Dạ, dạ. Dạ rồi, anh đi cẩn thận nha anh ơi. Anh rất bức xúc luôn nha cả nhà, đây là có một vài khán giả tới đến mua ủng hộ hàng chị Loan này cả nhà, rất là đông nha. Chị Phương Lê cũng như là má Tư ghé thăm cũng như rất nhiều khán giả tới mua ủng hộ. Tụi em nhớ nhắc chị Hồng Loan dán chữ ban đêm bên này nè, còn nó hay chèo trộn bên này lắm. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều ạ. Biết là Văn Đàm á, thiếu phần ở đây nữa.